chào mừng các bạn đã đến với livestream trực tiếp của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại thì tôi đang ở phòng trẻ hóa da công nghệ cao của Thẩm mỹ quốc tế Bali và hôm nay chúng tôi đang được đón một vị khách hàng đến từ Hà Nội và chị thì đang sở hữu một chuỗi những cái cửa hàng thời trang nhỏ và chính vì cái công việc là phải tiếp xúc liên tục với những cái khách hàng ấy thì chị rất là mong muốn là cái bề mặt da của mình được cải thiện để có thể tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn và có thể lấy được thiện cảm của khách hàng nhiều hơn. Mình xin phép các bạn là mình đã xin phép chị khách hàng trước. Chính vì vậy là mình có thể cho các bạn xem cái hình ảnh trước đây của chị khách hàng của bên mình. Chị tên là Tuyền, năm nay là chị 30 tuổi. Và trước đây một năm thì chị đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali nhưng chỉ với những cái công nghệ chăm sóc da bình thường thôi. Đây là cái hình ảnh của chị trước khi một năm mà chị đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hôm nay thì chị đã quyết định làm cái liệu trình trẻ hóa da Ultra FX 4.1 và các bạn có sẽ cùng với mình theo dõi cái bước tiến trình của chị để xem là sau chỉ có bước 1 thôi nhé các bạn nhé. Bước đầu tiên của chương trình Ultra FX 4.1 thì nó đã có thể giải quyết cái vấn đề gì cho chị? Mình xin phân tích lại cho các bạn một chút là cái hình ảnh của chị trước đây này. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình, có thể nhìn thấy trực quan ở trên màn hình, đó là cái hai cái phần rãnh của chị rất là sâu. Đấy là cái đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy. Cái thứ hai đó là cái vấn đề về cái sắc tố da của chị gần như là không đồng đều một chút nào cả. Ngoài ra hai viền phàm có cái sự chảy xệ và một bên má của chị bị hóp. Các bạn có thể nhìn để ý kỹ không ạ? Đó. Ngoài ra thì cũng là do tính chất công việc là bán hàng và chị có cả bán hàng online. Chính vì vậy nên là hai cái mắt của chị có cái quầng thâm rất là rõ. Và hiện nay thì chị đang ở trong những cái bước cuối cùng của cái bước 1 công nghệ Ultra FX 4.1 và mình sẽ xin phép hỏi bác sĩ và cái tình trạng da của chị như nào nhé. Xin chào bác sĩ. À, chị cũng vừa xong rồi đúng không ạ? Vừa xong rồi. Dạ vâng. Em chào chị Tuyền. Có khó chịu quá không chị? À, vâng, thoải mái đúng không ạ? Vâng, em xin phép em mời chị ngồi dậy. Wow. Các bạn ơi, mình cho các bạn so sánh hình ảnh trước và sau khi làm bước 1 các bạn nhé. Chỉ là bước 1 của chương trình Ultra FX 4.1 để các bạn có thể so sánh trực tiếp với cái hình ảnh trực quan tại phòng trẻ hóa da công nghệ cao của Thẩm mỹ quốc tế Bali hiện tại lúc này nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Không nhận ra mình luôn. Chị Tuyền ơi, chị có thể quay ra đây cho em, cho các bạn xem một chút được không? Rồi, chị có thể thả lỏng gương mặt ra một chút được không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt không ạ? Ngày xưa thì em thấy là cái phần bên má này của chị rất là hóp này, là một này. Cái phần rãnh thì bị cao này. Ngoài ra thì có một chút, nhưng mà em thấy chủ yếu là hai phần rãnh của chị rất là sâu. Chị ơi, cái hình ảnh như thế này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình không? Có chứ, tại vì thực ra là chị thì chị bán hàng ấy. Dạ vâng. Vừa bán online vừa bán trực tiếp ấy, cho nên là cái việc mà mình tiếp xúc với khách hàng ấy, vâng thì ạ, cũng rất là quan trọng. Và mình dụng đi làm với đối tác chẳng hạn thì kể cả là mình không làm việc nhưng mà đứng trước những người mà đẹp hoặc là đứng trước chồng mình ấy mà mình xấu thì mình cũng rất là tự ti đúng không? Vâng ạ. Đấy mà. Thế là hôm nay là sau một năm chỉ chăm sóc da bên em, sau đó thì chị đã quyết định làm cái chương trình này đúng không chị? Ừ. Có phải lấy tâm lý nhiều không chị? Không, thực ra bởi vì là làm quen với cả Bali cũng năm rồi cho nên là chị cũng cảm thấy rất là thoải mái. Vì là từ khi mà làm việc với Bali thì các em cũng chăm sóc chị rất là nhiệt tình, dạ rất là chu đáo. Vâng, em cảm ơn chị. Bác sĩ ơi, em xin phép nhường lại lời cho bác sĩ. Bác sĩ có thể phân tích một chút cái tình trạng da của chị Tuyền ở trong cái tình trạng hiện tại không ạ? Khi chị Tuyền đến với chúng tôi thì chị có một cái làn da là cái làn da rất khô. Dạ vâng ạ. Là do chị cũng có nói với tôi rằng là do công việc quá bận bịu nên mà chị không có những cái bước chăm sóc, ví dụ như lớp mặt nạ hay là bôi dưỡng hàng ngày. Dạ vâng. Cho nên là da của chị rất là khô. Và khi mà chị để cái tình trạng da khô quá nhiều như vậy sau một thời gian dài thì da chị sẽ trở nên lão hóa rất là nhanh. Dạ vâng. Thì các bạn có thể thấy rõ được rằng là khi mà chị đến với chúng tôi thì cái làn da của chị đây, đó, thâm sạm và cái sắc tố rất là nhiều. Và cái nhất là khi mà lão hóa thì bắt đầu nhìn, chúng ta nhìn cái đuôi mắt, quầng thâm và cái nhăn mắt, đấy, thể hiện rất là rõ. Và sau đó là hai cái rãnh, như hai rãnh cười như các bạn thấy, thì hai cái rãnh của chị rất là sâu. Đó, thì làm cho cái độ tuổi của chị ý nhìn thì nó độ tuổi thì trẻ thôi nhưng mà vì nhìn cái khuôn mặt mình thì trông nó rất là già. Dạ vâng. Nó không có sức sống. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Đây mới chỉ là bước 1 của chương trình Ultra FX 4.1 đúng không ạ?
Vâng, em sẽ mời chị Tuyền chuẩn bị để đến với bước tiếp theo, bước làm đẹp toàn ngoài bề mặt da của chương trình Lợi ích 4.1 này nhé chị nhé. Và em sẽ mời các bạn khán giả sẽ cùng chờ đợi và quay trở lại sau 45 phút nữa thôi để xem cái chương trình Ultra F Lợi ích 4.1 có thể làm gì đối với tình trạng da của chị nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này của mình và hẹn gặp lại các bạn sau 45 phút nữa.